Tiên là vào cái link thầy gửi nhá. Bước 1 đúng không? Vào link thầy gửi này. Vào link Google Analytics thầy gửi nhá. Và bắt đầu đo lường chưa? Và điền tài khoản này vào đây. Thầy thấy điền cái tên các bạn muốn điền thôi. Tên gì cũng được nhá. Đo 01 1031.01 nó lớp mình đúng không? Điền cái gì cũng được nhá và ấn vào chữ tiếp theo đúng không ạ? Ở phần thủ tính thì các bạn điền đại bất kỳ cái gì cũng được nhá. Điền cái gì cũng được nó không quan trọng đâu. Đây là blog. Điền tên blog đi. Tên blog nhá và chọn múi giờ là Việt Nam đúng không ạ? Việt Nam. Nó sẽ nhảy công công bảy nhảy tự động luôn và chọn sang là đồng đồng Việt Nam. Đồng Việt Nam nhá và ấn vào chữ tiếp theo. Được chưa? Phần này bỏ qua, ấn chữ tạo luôn. Tạo luôn vào đây chọn Hoa Kỳ. À, xin lỗi chọn Việt Nam nhá. Chọn Việt Nam. Ấn vào chữ tôi cũng chấp nhận, được chưa? Và ấn vào nút là tôi chấp nhận. Chấp nhận xong nhá. Chết tự nhảy sang rồi. Ở đây thì chúng ta đến phần chọn và phần web. Mình làm blog mà, là web mà đúng không? Ấn vào web này và điền cái link blog vào đây. Được chưa? Sẽ có cái link blog ném sang nhá. Tuy nhiên thì ta xóa cái đầu trước đi là HTTPS ấy, xóa nó đi. Xóa nó đi, chưa? Tên blog, điền tên blog vào đây. Nhá. Và ấn chữ tạo luồng. Tạo luồng thì copy cái mã này. Copy cái mã đo lường này là bắt đầu chữ G ấy. Copy nhá, ấn vào biểu tượng copy của nó ấy. Và quay lại phần blog, cài đặt blog ạ. Cài đặt này. Và thấy cái chỗ mã đo lường không? Mã đo lường của Analytics ấn vào đó và paste cái mã vừa copy vào đây. Chưa? Ấn lưu. Ấn lưu nhá. Ấn lưu. Rồi, quay lại cái phần Analytics này và ấn vào xem hướng dẫn về thẻ. Xem hướng dẫn về thẻ này. Chưa? Và copy cái phần mã này nhá. Copy mã này. Quay lại cái phần blog á và phần chủ đề. Phần chủ đề nhá. Ấn vào phần tùy chỉnh. Chọn vào cái phần chỉnh sửa HTML. Đúng không ạ? Chỉnh sửa HTML mà kéo dưới cùng ạ. Kéo dưới cùng dán cái thẻ định copy của chúng ta ấy. Dán cái thẻ mà chúng ta vừa copy xong ấy. Dán vào cái chỗ trước cái chữ body này đúng không? Đằng trên cái chữ body này. Tức là dòng thứ ba từ dưới lên. Dán vào dòng thứ ba từ dưới lên nhá. Enter và phát xuống. Và dán vào dòng thứ ba từ dưới lên, dán vào đây. Chưa ạ? Và ấn lưu. Tưởng lưu này nhá, lưu. Vậy là xong nha. Vậy là xong. Giờ thử các bạn thử vào lại web kia đi xem nó có thống kê của thầy không, nó có nhảy không. Sau khi cài xong ấy thì nó sẽ chúng ta sẽ vào phần phần tổng quan nhá, vào phần thời gian thực này. Nó sẽ nếu mà có người test ấy thì nó sẽ nhảy luôn á, chúng ta nhìn thấy luôn đúng không ạ? Đấy luôn là có người đang vào đây, thời gian thực, thống kê luôn, vị trí địa lý này, thiết bị truy cập này, trong vòng 30 phút qua, đó, nó rõ ràng luôn. Còn chúng ta sẽ báo cáo ở trong cái phần tổng quan nhanh báo cáo thôi, người dùng. Vậy, thì các bạn có số liệu đi, thầy sẽ hướng dẫn các bạn sau, số liệu chưa ok được.